Ôi, củ mì này nó ngon cả nhà ơi. Nè, để ăn thử nha, nó còn nóng hổi luôn, nó còn lên khói á. Nó đột. Cái này mà mình có một thêm một miếng muối mè rắc vô nữa ăn là ngon nhất lắm luôn á cả nhà. Chào cả nhà, chào các bạn. Thì hôm nay Hiền đi chợ, Hiền mua được cái món này là cái món mà quen thuộc ở bên Việt Nam mình, ai ai cũng biết nhưng mà Đài Loan là không ai biết luôn cả nhà. Đó là cái món này củ mì. Thì cái củ mì này cái đối với Việt Nam mình thì người nào cũng biết, mà nói ra là chắc đa số ai cũng biết ăn, nhưng mà Đài Loan thì người ta không có ăn cả nhà, người ta không biết ăn cái củ này. Chứ cơ quả chim thêm chi sư giả mại tao nó cơ hẳn chim chủ. Cái cơ này là gia nặng rỉnh của mình, gia nặng rỉnh hấn sự hoan sư có sư thái quang rỉnh của khan tâm mấy hồ rỉnh hôi sư chứ cơ chim thêm của chủ là hoãn chim chủ dễ trừ này. Thì hấn hào xưa đó. Thì cái này thì Hiền thấy đi chợ bắt ai có bán không cả nhà, nhưng mà Hiền thấy cái này làm như ta mới nhổ lên nó tươi á, thì Hiền mua về nấu cái củ mì hấp nước dừa ha. Cái món này đối với Việt Nam mình là rất quen thuộc, nhưng đối với Hiền đó là một kỷ niệm rất là đẹp, rất là đẹp luôn cả nhà. Nặng quá Hiền để xuống. Thì hồi có một thời gian thì Hiền đi học, lúc đó là nhà Hiền đang gặp khó khăn á, thì nhờ cái củ mì này nuôi sống Hiền với gia đình Hiền cả nhà. Thì lúc đó thì mình đi bào củ mì, đi bào củ mì thì lúc nào về lúc nào thì mình đi bào lúc đó, nhiều khi 1-2 giờ sáng nè, 5-6 giờ sáng, 7-8 giờ sáng, không có chừng giờ giấc luôn. Nhưng mà nói ra thì mình học dở một phần rồi, rồi mình không có thời gian đi học bài, học bài nữa cả nhà. Tại vì hả, bào cái này nó thời gian nó rất là dài, rất là dài luôn. Bởi vì đối với Hiền đó là một kỷ niệm rất là đẹp, đối với Hiền không bao giờ quên. Thì bây giờ Hiền có nói nữa thì Hiền đi gọt vỏ củ mì, bắt đầu nấu củ mì hấp nước dừa nha. Hiện giờ Hiền gọt vỏ củ mì nha cả nhà. Cái món này là lâu rồi Hiền không có ăn cả nhà ơi. Cái này là hồi đó Hiền bào là tính là tính tắn cả nhà, chứ không phải là tính cũ đâu. Bào ngày bào đêm luôn á. Mình gọt là ở trong đây á, cái củ mì mà ở cái bên đây nó vàng cả nhà. Nó cơ hoảng chín sụ à, nó cơ liền men từ rô dụi đèn hoảng hoảng từ bởi sư gia nảnh dù hình to trùng á, nó cơ thái quanh của bữa chứ tao thái quanh dù gia nảnh dù hoảng dễ dồn, mấy dù hoảng dễ dồn cái của chơi cơ trên chai bo vị giao chùa nó rất là dễ lọt luôn. Hồi đó mình chuyên gia là bào của mì. Cái củ mì này nó không có đều nha cả nhà. Củ mì này thì tại vì bên đây nó ít củ quá, bởi vì mình lựa không có được nè. Các bạn thấy có cái củ bự thì hồi mình sắc nhỏ ra, củ nhỏ củ bự ha, mình mua củ bự thử coi ngon không. Cái này nó còn tươi luôn cả nhà, cái này là còn đắt quá chừng đắt luôn nè. Lâu rồi không ăn, chắc ăn ngon lắm nè. Nè các bạn thấy nè, Hiền đối với củ mì Hiền cũng hơi bị rành rành một chút nha. Các bạn thấy cái củ mì này nó nổi chỉ là cái củ mì này nè, nó không có được ngon như mấy rồi đó. Nhưng mà cái củ mì á, củ mì bên Việt Nam mình nó nhiều loại lắm cả nhà, nó không có giống bên đây là ở trong nó vàng vàng. Ở bên Việt Nam mình có trắng cũng có nè, vàng cũng có, nhiều loại lắm luôn.
rửa cho nó sạch luôn đó nha. Cái nào rửa sạch ăn cũng ngon hết á, rửa không sạch ăn không có mạnh miệng. Mà cái này thì cũ thôi chứ không phải là thịt cá. Nhà Hiền có trồng lá dứa cả nhà, thì Hiền hái vài cái lá dứa, Hiền cắt vài cái lá dứa vô á, mình hấp nước dừa ăn cho nó ngon. Mình hấp củ mì chứ không phải là nước dừa, hấp củ mì nước dừa. Mình xin nhỏ bạn mình có một cây dứa mà giờ nó mọc ra quá chừng luôn, nhìn thấy mê. Có mùi lá dứa nó mới thơm cả nhà ơi. Rồi bao nhiêu đây là đủ rồi đó. Thì giờ Hiền đem vô trong hái nấu củ mì ha. Lá dứa mình cũng rửa cho sạch luôn cả nhà. Nước mình rửa cho nó sạch. Tại ở trong mình trồng ở ngoài á, nhiều khi á bụi bặm lắm. Công nhận lá dứa nó nhanh, nó nhảy hay thì cả nhà ơi. Mình trồng con cây mình giờ nó nhảy quá trên cây con luôn. Bữa đó mình cho ngò bà chị bạn mình mấy cây con rồi đó. Mình rửa cho sạch. Lá dứa mình rửa sạch rồi đó, rồi mình bỏ vô trước nha cả nhà. Mình lót cái dưới đất nồi. Xong rồi mình bỏ củ mì lên. Củ mì Hiền sắp vô cái nồi rồi ha. Thì Hiền mua cái hũ nước cốt dừa cả nhà, tại vì bên đây không có dừa khô thì Hiền phải nấu cái bằng cái hũ này. Nhưng mà thì Hiền lấy cái nồi cơm điện hấp bởi vậy, không có cần mà mình chế nước vô trước ha, mình chế nước dừa thẳng vô luôn. Hiền chế hai hũ nước cốt dừa nghe các bạn. Thì tại vì cái mình nấu bằng cái nồi cơm điện chứ không phải là mình nấu cái bằng cái nồi ga ha, bếp ga hay bếp củi, thì nó không có sợ khét. Mình hấp củ mì nó chín xong rồi mình đem ra, mình lấy cái bếp ga mình làm cho nó khô nước là được rồi nha cả nhà. Mình chừa một chén nước cốt dừa này, hồi mình nấu củ mì gần chín rồi cả nhà, mình chế vô trong cái nồi củ mì cho nó béo ha. Thì trong đây thì mình bỏ vô một muỗng muối nha. Với Hiền bỏ vô 4 muỗng đường. Mình quậy đều lên nha cả nhà. Đây là cái nồi cơm điện cả nhà, thì Hiền chế vô 2 khóc nước. Đó. Mình chế vô 2 khóc nước xong rồi mình lót cái, mình bỏ cái củ mì vô nha. Rồi, mình đậy nắp lại. Mình nhấn nút xuống nha cả nhà, nhấn nút xuống xong chờ nó bật cái nút lên. Bật nút lên xong rồi mình phải minh trong khoảng 10 phút, 10 phút xong rồi mình mới lại ha. Thì hồi Hiền quay lại nha cả nhà. Củ mì nó bật nút lên rồi nè cả nhà, thì mình dỡ nắp ra nha. Cả nhà thấy là cái củ mì nó chín rồi đó, nó chín, nó mềm rồi đó. Các bạn thấy nó xốp lên luôn rồi nè, nó xốp lên, mấy cái củ nhỏ nó xốp lên, nhìn ngon ghê chưa. Giờ Hiền gấp ra ngoài, Hiền để lên cái bếp ga, Hiền hâm lại cho nó cạn nước nha cả nhà. Rồi mình gắp qua cái bếp ga rồi nè, mình bắt lửa cho nó nhỏ nhất luôn để cho cái nước cốt dừa nó rút vô cái củ mì cho nó béo hơn cả nhà, tại vì cái nồi cơm điện nó không có thể nào mà nó rút nước cốt dừa được. Chén nước cốt dừa mà Hiền chừa lại á cả nhà, mình bỏ đường với miếng muối vô đó, Hiền chan vô nha cả nhà.
mình chan vô cho nó thấm cái củ mì, chan cho nó ngon. Mình chế cái nồi nước cốt nó xong thì mình bỏ thêm một bó lá dứa lên trên cái mặt nồi nữa nha cả nhà. Rồi mình đậy nắp lại, mình hấp chừng nào mà cái nước cốt nó cạn nước xong rồi đó là ok rồi nha. Mình lại mình dỡ nắp ra thử nha cả nhà. Wow, cả nhà thấy cái củ mì mình nó thơm quá trời thơm luôn. Cái mình lấy đũa mình sắn nè, các bạn thấy sắn là nó mềm hết luôn á, nó mềm hết luôn rồi nè. Nó vậy là chín hết rồi đó cả nhà. Thì mình tắt bếp xong rồi giờ mình gấp ra ngoài nha. Hiền gấp củ mì ra ngoài dễ nha. Nó xốp quá chừng xốp luôn cả nhà ơi, nó bể luôn á, nó xốp tới mà nó bể luôn nè. Ồ, củ mì này nó ngon quá chừng ngon luôn. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Quá là hấp dẫn luôn. Thì cái dĩa của mì Hiền nấu xong rồi cả nhà. Thì Hiền mời cả nhà cùng ăn với Hiền nha. Hiền ăn thử cả nhà ơi, thấy ngon quá chừng. Ăn thử miếng nhỏ đi. Các bạn thấy cái nấu cái nồi cơm điện nè, nó rất là dễ luôn, nó không có bị khét nữa. Bột ngon ơi là ngon luôn. Cái này mà mình có thêm một miếng muối mè nữa là ngon hơn nữa nha cả nhà. Tại vì nhà Hiền không có đi cái mua cái mè, bởi vì Hiền không có làm muối mè. Nếu là bạn có cái muối mè Hiền, các bạn rắc lên ăn còn ngon hơn nữa. Ăn rất là ngon luôn. Mình mua cái củ mì này nó rất là bọt nè. Ăn về được rồi, khỏi cần cái muối mè cả nhà. Ui. Mà thấy cái nồi cơm điện nó rất là hay luôn á. Mình nấu nè, cái củ bự. Củ bự ở trong đó các bạn thấy nó rút cái nước cốt vô nè, nhìn rất là ngon luôn đó không. Hấp dẫn. Vừa béo mặn mặn, ngọt ngọt, ăn rất là ngon. Mà được có một cái nữa là thơm mùi lá dứa cả nhà. Mình bỏ lá dứa vô rất là thơm luôn. Ăn rất là ngon. Đã cả nhà ơi. Lâu rồi không có ăn củ mì, ăn cảm thấy nó ngon dễ sợ luôn. Con mình lại nó ngon. Thì Hiền chia sẻ cái clip mà cái củ mì hấp nước cốt dừa với lá dứa thì đến đây cũng kết thúc rồi nha cả nhà. Thì Hiền cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Thì bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Hiền ha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà lần sau. Bye bye.